Với nhiều ưu điểm nổi bật thời gian qua, hình thức họp và làm việc trực tuyến ngày càng được áp dụng rộng rãi trên toàn tỉnh. Thực hiện giãn cách xã hội, hạn chế tập trung đông người, thời gian qua, tất cả các cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đều được triển khai dưới hình thức họp trực tuyến. Đến 10 điểm cầu cấp huyện, thành phố, thị xã và 161 xã, phường, thị trấn, hình thức họp này ngày càng chứng tỏ được tính ưu việt và hiệu quả của mình. Nếu như không giao ban trực tuyến thì khi có công văn về thì từ xã đến thôn chúng tôi đã phải mất một cái thời gian nghiên cứu xong thì mới lại có những cái định hướng bàn bạc xem mới có quan điểm chỉ đạo. Chứ còn đây giao ban trực tuyến thì là trực tiếp chỉ đạo của đồng chí chủ tịch ban tỉnh thì chúng tôi cũng có ý kiến chỉ đạo trực tiếp luôn đến các bộ phận. Thời gian qua, hình thức họp trực tuyến đã được tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ban ngành triển khai rộng rãi. Nhất là với những hội nghị mang tính chất tổng kết, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết. Thông qua hội nghị, cán bộ, đảng viên cấp xã, thị trấn đều kịp thời nắm bắt được chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước để tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân và tổ chức thực hiện hiệu quả. Mọi cái thông tin tại cuộc họp phát biểu chỉ đạo thì đã được truyền đạt một cách nhanh chóng, chính xác, đầy đủ và kịp thời tới toàn hệ thống, giảm tải rất là nhiều các cái cuộc họp. Lãnh đạo huyện thì chúng tôi cũng không phải đi tỉnh họp nữa. Thế rồi lãnh đạo xã thì cũng không phải đi huyện hay đi tỉnh họp nữa. Giúp cho lãnh đạo huyện, lãnh đạo xã chúng tôi có thể tranh thủ xử lý một số các cái công việc cụ thể tại địa phương. Hội nghị trực tuyến với những điểm ưu việt sẽ tiếp tục phát huy được hiệu quả trong thời gian tới, đặc biệt là trên con đường nỗ lực cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh của Hưng Yên.